Xin chào các bạn, mình là Huyền Hồ và mình hiện đang là người mẫu tự do. Mình đã có cơ hội được bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm. Từ năm lớp 9 là mình đã tham gia làm người mẫu trình diễn thời trang, nên mình đã có ý thức để tự tìm hiểu về phong cách riêng của bản thân mình. Mình cũng mất khá lâu để có thể tìm ra được rằng mình thích mặc cái gì. Và mình nghĩ là phong cách của hiện tại của mình khá là thanh lịch và nhã nhặn. Đặc thù công việc của mình là có thể trải nghiệm được nhiều phong cách khác nhau, nên mình có thể từ đó định hình được phong cách của bản thân mình. Tùy từng hoàn cảnh khác nhau thì mình có những phong cách khác nhau. Ví dụ như khi đi chơi thì mình sẽ lựa chọn những bộ trang phục khỏe khoắn năng động để có thể thoải mái trong việc vận động thường ngày. Ví dụ như đi cà phê với các bạn chẳng hạn thì mình sẽ chọn một bộ trang phục có thể là áo phông và quần jean khỏe khoắn, mang theo một đôi giày thể thao. Khi đi làm, mình sẽ tùy thuộc vào yêu cầu của nhãn hàng mà mình sẽ lựa chọn những bộ trang phục để thể hiện được phong cách mà nhãn hàng yêu cầu. Nếu mà đi dự event thì mình sẽ lựa chọn những trang phục như váy dạ hội đi kèm một chút điểm nhấn như là khuyên tai và vòng tay chẳng hạn. Nhãn hiệu đấy, nhưng thương hiệu cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Nếu mà bộ trang phục đấy dù có đắt tiền hoặc là nổi tiếng đến mức nào thì nếu mà nó không phù hợp với bạn thì nó cũng sẽ không được mình đánh giá cao. Mình rất là quan tâm đến các phụ kiện. Vì nếu mà mình đi ra ngoài đường mà cảm giác là không mang đồng hồ hay là không mang một món trang sức nào thì mình cảm giác là mình chưa thoải mái và tự tin khi ra phố. Mình nghĩ là nếu mà không là một người mẫu thì mình sẽ ăn mặc rất là tệ. Và may mắn cho mình là mình đã có thể trải nghiệm được rất là nhiều phong cách khác nhau để có thể biết được rằng mình mặc gì đẹp và mình mặc gì rất là phù hợp. Vì là một người mẫu thì thời trang luôn gắn liền với mình và mình cũng phải luôn trau dồi nó, học hỏi nó thì mình mới có thể là mình ngày hôm nay.
lời khuyên của mình dành cho các bạn là hãy cứ từ từ học hỏi các kinh nghiệm từ những người đi trước, những người mà truyền cảm hứng cho bạn về thời trang. Chứ đừng vội mặc những bộ quần áo không phù hợp lên mình và cảm thấy tự ti về bản thân mình.